Chào cả nhà, hôm nay mình viếng dinh chánh Quảng Cơ Trần Văn Thành, đức cô Quảng. Quay toàn cảnh đây. Đây là bài cầu nguyện. Bài thân án. Quê toàn cảnh đây. Đây là chánh điện Vinh Nông Cố. Ra phía sau tuổi Ất Dậu 20 là đúng. Nghe triều đình kêu dụng thanh niên, chiến này râu luôn nó ông liền phần nam tử ngồi yên sao đẳng. Rủ bè bạn hiệp cùng ăn giận, ông mọi người vừa đặng 50, tình xong săn bái được giả tỳ, giáp tình đúng trước tổ nhập ngũ. Đây là bên Đông Lan Thái Lan. Dôi dừa bướm bị dây bao chặn, dòm bốn bề thắt ngặt khó trông, lúc nguy cơ tả đục hụ sông, cố xuất hiện cá mông chống cả. Ông ra đi lòng ông nóng rực, dẫn cho người ẩm ực theo tay, thà thắt đi cũng tỏ lòng này, còn hơn sống theo tay chịu nhục. Đến ngày chót tới nơi lĩnh nghỉ, sao cắt đồn xây lũy tại đây, nhớ khi xưa lời dặn của thầy, nay ta đặt nơi đây đồng láng. Thà thua xuống láng xuống bưng, kéo ra đầu giặc lỗi chân quân thần. Còn đây là bức tranh ông Nguyễn. Quả hồng được tạo quanh thiên địa, kiến bạc thiên gian, quỷ thần,
Ở đây là Lát Linh. Dạ không phải, đây là nhà của Đức Cố ngày xưa. À, Lát Linh. Lát Linh là Đức kia. Có một bà đi qua đây nè, bà nói bà quên tiền nhà rồi không có nhà nào hết. Gì hả? Mời cả nhà vô trong. Cái. Bà nói là bà đi tải bên đây nè. Xin lỗi anh Bích. Xin lỗi. Con của bà quên bỏ tiền theo. Cũng như thế. Ở đây cũng có đây cơm. Đây ở phía sau hậu cần cơm nước cao rau củ quả rồi rồi bắt đầu mặc sức ăn đây cái chuyện đi tại cũng mấy ngày ha mới đại ào quá sao đâu nó mới cái quyền tôi không cho nó nó mới vắng cơm kiểu này hồi đó tới giờ được rồi mấy ông không cho đãi ha cái kiểu đang nói năm sợ bệnh rồi bắt đầu mới ngừng rồi bây giờ mới ăn gì mới nấu chứ hồi đó là khi nào thiếu cơm không nổi gạo vậy là ngày qua nay vẫn đãi bình thường trời ơi đãi đông dữ lắm đông dữ dằn luôn sáng là đi không được luôn mấy ông thấy xuống quá cái lòng bệnh dịch mà đông quá đâu. Ra phía ngoài quay toàn cảnh bên ông Lan đây là ấp Bình Thành Chánh quận Trần Văn Thành, ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Quay toàn cảnh trước cổng tham quan.
trước trên thờ này có một ao nuôi cá pa sa. Ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân. Rồi mời cả nhà được chồng. Đây là mảnh đông Tây Lan. Kết thúc video, chào cả nhà nghe, chào tất cả mọi người. Đây là chạy cơm. Quay đằng đằng kia trời, quay qua đây hai tôi. Hay không? Đến đây cũng kết thúc video, chào cả nhà, chào tất cả mọi người.